Phong Âm Thanh Nữ Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip của ngày hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2020. Tiếp theo đây là những sản phẩm lại được rời khỏi cửa hàng trong ngày hôm nay. Và đây cũng là những hình thức quảng cáo bán hàng trên kênh YouTube của cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh. Đây tiếp theo là hai chiếc quạt mới về, cùng với đó là một cặp xương Akai có chữ 747 màu vàng. Cửa hàng xin gửi cho 3 vị khách hàng như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Một chiếc quạt lửng cảm ứng nông của hãng Lationa mang mã số 72 và một chiếc quạt cây mới về trong buổi tối ngày hôm qua mang mã số 79. Và chiếc quạt này thì có sải cánh 30, còn rất là mới, chiều cao thì 1m2. Vâng, màu rất là bắt mắt luôn. Vâng, sản phẩm của ngày hôm nay thì Âm Thanh Nữ Hạnh xin gửi chiếc quạt mang mã số 72 cho anh Lê Văn Tú. Anh có địa chỉ Đệ Đức 3, xã Hòa Tân, huyện Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định. Vâng, một chiếc quạt anh đã lựa chọn bên cửa hàng đây là một chiếc quạt la cảm ứng nồng. Chiếc quạt này thì có sải cánh 30, cũng còn rất là mới và đẹp. Vâng, độ mới của chiếc quạt này thì cửa hàng cũng đã thông báo trên kênh cho quý vị và các bạn biết sản phẩm rồi. Cảm ứng nồng nhé, được chạy điện 100V. Vâng, và anh Tú cũng đã chuyển khoản hết cho cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh rồi. Và tiếp theo đây là một cặp xương Âm Thanh Nữ Hạnh xin chịu gửi chị Ngô Thị Trung Nhiên. Chị có địa chỉ tại phường Thạch Thất, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Trước chị cũng đã lựa chọn một chiếc đầu băng cối Akai 635D bên cửa hàng rồi. Và chị vẫn tiếp tục mua những thiết bị đi kèm cùng với những bộ sản phẩm mà chị yêu thích. Tiếp theo là một chiếc quạt cây có chiều cao là 1m2, mang mã số 79. Và chị có lấy thêm một cục nguồn này để cắm vào chiếc quạt mà chị đã lựa chọn nhé, mang mã số 79. Chị có địa chỉ tại Triệu Thúy Ngân, tổ 4, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang. Vâng, đây là những sản phẩm cửa hàng xin gửi những vị khách hàng không về được trực tiếp với cửa hàng. Vâng, tất cả sản phẩm này thì cũng rất là ok. Hàng thì cửa hàng cũng đã quay chi tiết và cũng gửi hình cho vị khách hàng đến từ Tuyên Quang rồi. Một chiếc quạt cây có sải cánh 30 và cao là 1m2. Tất cả hai sản phẩm này thì vẫn để điện 100V nhé. Cửa hàng không đảo điện những chiếc quạt có mức tiền cao hơn so với mức hơn 2 triệu. Vâng, vậy bên cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh thì vẫn còn những chiếc quạt có mức tiền tầm trung dưới 2 triệu. Và có những chiếc quạt là hàng sưu tầm đến vài chục triệu đồng, cửa hàng vẫn có. Trong buổi tối ngày hôm qua thì cửa hàng có về được 4 chiếc và trong buổi sáng ngày hôm nay đến buổi chiều thì cửa hàng cũng đã chốt được 2 chiếc, đều có mức tiền là xít sắt 40 triệu cho 2 chiếc quạt. Mỗi chiếc quạt có giá là dưới 40. Vâng, vậy bên cửa hàng thì vẫn có những chiếc quạt cánh đồng của Mỹ, của Ý, bên cửa hàng vẫn có nhé. Vâng, Âm Thanh Nữ Hạnh làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh được biết. Tiếp theo là hai chiếc quạt mang mã số 79 và 72 cùng với một cặp xương băng cũng đã có chủ theo 3 vị khách hàng về 3 địa chỉ khác nhau. Xin thân ái chào tạm biệt, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng.